Tối ngày 29 tháng 4, lực lượng chức năng phường Bình Hưng Hòa phối hợp cùng Trung tâm Y tế quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh tiến hành phong tỏa con hẻm 20 Phạm Đăng Giảng thuộc khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa để thực hiện các biện pháp xử lý dịch bệnh COVID-19. Được biết, con hẻm này là nơi sinh sống của một trường hợp mắc COVID-19, vừa được Bộ Y tế công bố là bệnh nhân 2910. Bệnh nhân này là F1 của trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 sau cách ly tại tỉnh Hà Nam. Hiện tại, lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra dịch tễ, truy vết các trường hợp F1 và F2 của bệnh nhân 2910 để tiến hành thực hiện các biện pháp cách ly. Bên cạnh đó, lực lượng y tế cũng đang tiến hành phun thuốc khử trùng tiêu độc tại con hẻm này. Nhiều người dân sinh sống tại đây định rời đi, nhưng lực lượng y tế cùng công an đã yêu cầu không được rời khu vực đang tạm phong tỏa. Từ đầu đường Phạm Đăng Giảng đoạn nối với đường Lê Trọng Tấn, lực lượng chức năng đã đặt hàng rào để hạn chế xe ô tô ra vào tuyến đường trong thời gian lực lượng y tế phun thuốc khử trùng. Chiều tối cùng ngày, Bộ Y tế cho biết bệnh nhân 2899, bệnh nhân 2901, bệnh nhân 2903, bệnh nhân 2908 và bệnh nhân 2909 là các ca trong một gia đình tại Hà Nam và bệnh nhân 2910 tại thành phố Hồ Chí Minh. Chùm ca bệnh liên quan đến bệnh nhân 2899 từ Nhật Bản trên chuyến bay VG3613 nhập cảnh sân bay Đà Nẵng ngày 7 tháng 4, 2021, được cách ly tập trung ngay lấy mẫu xét nghiệm tại Đà Nẵng. Ngày 22 tháng 4, bệnh nhân hoàn thành cách ly, có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính, được về cách ly tại địa phương. Ngày 24 tháng 4, có biểu hiện triệu chứng ho, sốt, đau họng, được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Nam lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện 5 bệnh nhân được điều trị cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, 1 bệnh nhân được điều trị cách ly tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.